Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính lễ sư Tinh Tuệ, dạ con kính lễ quý sư cùng quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong lớp học. Bây giờ là thời điểm thích hợp để lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tắt mic cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính lên lễ sư Tinh Tuệ, kính lễ quý tăng, quý cô tu nữ, kính chào quý học viên trong lớp. Dạ hôm nay Hồng Mai xin thay mặt lớp tụng kinh lễ bái Tam Bảo. Sắc ghê ca mê cha ru phê ghi si kha ra ta tê chan ta lý khê vi ma nê đi pê ra thê cha ga mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha wa thum hi khét tê phum ma cha yam tu đê wa cha la tha la vi sa mê yak kha gan tháp ba na ga tít than ta san ti kê yang muni wa ha wa cha năng sa tha vô mê su nam tu tham mas sa wa na ka lo a yam pa đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pa đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pa đàn ta nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami Tu ti yam ti sang khang sa nang gat cha mi ta ti yam ti but thang sa nang gat cha mi ta ti yam ti tham mang sa nang gat cha mi cha cha na sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasa rati sattha devamanut sanang buddho bhagava tinatti me sanang anyang buddho me sanang varang etaina satya vacchena hotu me jayamangalang uttamang gena vandeham pada pam sum varuttamang butthe yo kalito do so butho kama tu tang mamang swakato bhagavata thammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanahiko tat tăng quê đi tắp bồ hình như hi tí nát tí mê xa năng ảnh nhân thâm mô mê xa năng hoa răng ê tê na sắp cha vắt chê na hồ tu mê cha ya măng ga lăng út ta măng ghê na hoàn đê hăng thâm mạnh cha đuôi thăng hoa răng thâm mê vô khá lý tô đô sô thâm mô Kama tu tăng ma măng Supattipanno bhagavato sāvaka saṅkho Ucupattipanno bhagavato sāvaka saṅkho Nyayapattipanno bhagavato sāvaka saṅkho Samicchippattipanno bhagavato sāvaka saṅkho Yadidaṃ cattara Tari Purisa Yuga Ni Atta Purisa Pukkala E Savagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo
Dakkhinayo Anchalikaniyo Anuttarang Punyakhetang Lokasa Sinathi Mesanang Anyang Sangho Mesanang Warang Etaina Satchawat Jena Hotu Me Jaya Mangalang Uttamang Gena Wandehang Sangkhang Jadui Thottamang Sangkhe Yo Halito Doso Sangho Kamatu Tang Mamang Wandani Jaiti Yang Sabbang Sabbathane Supatiti Tang Sarikata Tu Maha Bo Thinh Vut Sarupang Sakalang Sada Sambuthe Attha Vi Sancha Dvada Sancha Sahas Sake Pancha Sata Sahas Salina Mami Sira Saang Te Sang Tham Mancha Sang Khancha Adare Nana Mami Hang Namakara Nupa Ve Naham Tua Sap De Upadda Ve Aneka Antaraya Piwinas Santua Se Sato Sambuthe Pancha Panya Sancha Chatuvi Sati Sahas Sake Dasa Sata Sahas Salina Mami Sirasa Aham Te Sang Tham Man Cha Sang Khan Cha Adare Nana Mami Hang Namakara Nupa Ve Naham Tua Sap De Upat Da Ve Aneka Antaraya Divina Santua Se Sato Sambuthe Navuttara Sate At Tajatali Sasahasake Visati Sata Sahasani Nama Nisirasa Ahang Te Sang Thamman cha sang khan cha adare na namami hang namakara nu pha we na ham toa sap de upat da we aneka antaraya divina san tua se sato sap de purati maya disaya sat Ta we ra su khi hòn tu sắp đề phu rắc thi mà ya nu đi xa ya sắp ta. A we ra su khi hòn tu sắp đề đăng thi na ya đi xa ya sắp ta. A we ra su khi hòn tu sắp đề đăng thi na ya nu đi xa ya sắp ta. A we ra su khi hòn tu sắp đề bất chi ma ya di sa ya sat ta we ra su khi hòn tu sắp đề pan chi ma ya nu di sa ya sat ta we ra su khi hòn tu sắp đề uttara ya di sa ya sat ta we ra su khi hòn tu sắp đề uttara ya nu di sa ya sat ta A we ra su khi hòn tu sắp đề upari ma ya di sa ya sat ta A we ra su khi hòn tu sắp đề hết thi ma ya di sa ya sat ta A we ra su khi hòn tu sắp đề sat ta A we ra hòn tu su khi ta hòn tu nít dukkha hòn tu áp ya bất cha hòn tu anika hòn tu dika yuka hòn tu aroga hòn tu sampat ti hi samit chan tu sukhi at ta nang pariharan tu dukkha patta janit dukkha payat patta janit paya sokka patta janit soka hòn tu sap đề tỳ pa ni no akasattha cha summattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhanti
tham tu sa sa năng a ca sát tha cha phum ma tha đề qua na ga na hê thi ca un nhang no anu mô đàm tu chi răng rắc tham tu no ga ru a ca sát tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hít thi ca un nhang no anu mô đàm tu chi răng rắc tham tu nhà ta vô a ca sát tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hít thi ca un nhang no anu mô đàm tu chi răng rắc tham tu pa ni no a ca sát tha cha phum ma tha đề qua na ga ma hít thi ca un nhang no anu mô đàm tu chi răng rắc tham tu no sa da i đăng qua ta no un nhang a sa wa tha ya wa hang ho tu anagate ka le sa thu sa thu. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Recording in progress. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Mai giá. Nam mô Sang Khai giá. Xin chào các Phật tử. Giờ hôm nay chúng ta học tiếp phần nhị đề kinh. Và trước khi nghe giảng thì chúng ta đọc bài trước. Đọc bài trước để chúng ta nhớ được một ít từ ngữ Pali cũng như cái phần thuật ngữ ở trong vi diệu pháp. Sư đọc trước rồi sau đó mời các tử mình giơ tay lên để mình cùng đọc ha. 29 Buddha sách chân chát Asam pa chân nhanh chát thất niệm và không tỉnh giác. 30 Sất tí chát Sam pa chân nhanh chát niệm và tỉnh giác. 31 Pati sang kha na pa lành chát pa wana pa lành chát giác sát lực và tu tiến lực. Samatho chát vipassana chát trị tình và quán minh. 33 Samatha nimittan chát pagaha nimittan chát trị tình ấn chứng và chiếu cố ấn chứng. 34 Pagga hô chát Awikhepo chát chiếu cố và bất phân giật. 35 Sela vipatti chát Itthi vipatti chát giới lụy và kiến lụy. 36 Sila sampada cha, Itthi sampada cha, kiến mạn túc và xin lỗi giới mạn túc và kiến mạn túc. 37 Sila visuddhi cha, Itthi visuddhi cha, giới tịnh và kiến tịnh. 38 Itthi visuddhi khopana yatha, Itthi sa cha, patha năng có bậc kiến tình và đối với bậc kiến tình như thế có sự tinh cần. Rồi, đó là phần tập đọc. Giờ sẽ đọc cái trang mới này lần nữa ha. 35 Sì lá vi bát tí chá Đi thi vi bát tí chá giới lụy và kiến lụy. 36 Sì lá sâm bá đà chá Đi thi sâm bá đà chá giới mạn túc và kiến mạn túc. 37 Sì lá vi xuất thi chá Ít thi vi xuất thi chá giới tịnh và kiến tịnh.
38 Ittī visuddhi kho panna yathā ittī sācca paṭṭhānaṃ. Có bậc kiến tình và đối với bậc kiến tình như thế có sự tinh cần. Rồi bây giờ ai đọc được trước thì giơ tay lên để chúng ta tập đọc. Cô Phúc Kỳ Trung mời lớp đọc bài giúp xin. Dạ. Dạ, xin mời đạo hữu Tiên Mã. Dạ, mời Tiên Mã. Tiên Mã mở mic ạ. Kính đảnh lễ sư, chào cả lớp, giảng xin đọc bài. Dạ, sư lui xuống giúp con câu 35 hay câu 39. Sắp kỹ ta. À. Dạ chưa, này mới câu 34 rồi sư ơi. Đây lên nữa. Đọc hai trang chị. Hai trang. Dạ 29 hả? Dạ bắt đầu từ 29. Dạ, câu 29. Utha sắc chanh ché Esampe chanh nhìn ché thất niệm và không tỉnh giác. Bài 10 Xe tí ché Sanh ba chanh nhanh ché niệm và tỉnh giác. 31 Ba tí sanh kha ná ba lành ché và quanh nà ba lành ché giác xét lực và tu tiến lực. 32 Xe ma thù ché quý bát sa nà ché chỉ tịnh và quán minh. 33 Xe ma thá ní bích tành ché bắt ghê há ní tình ché chỉ tình ấn chứng và chiếu cố ấn chứng. 34 bắt ghê hồ ché eo quýt khê bồ ché chiếu cố và bắt phong dập. Sư để giúp lên nhiều con. Về 15 Sì lê quý bát tí chế, tích thí quý bát tí chế, giới lụy và kiến lụy. 36 Sì lê sâm bá đà chế, tích thí sâm bá đà chế, giới mạng túc và kiến mạng túc. 37 Sì lê quý xuất tí chế, tích thí quý xuất tí chế, giới tịnh và kiến tịnh. 38 Tích thí quý xuất tí khô bá ná. Giá thà đích thí xá giá ba thanh năng có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Dạ thưa sư, con đã đọc xong. Cảm ơn. Dạ xin mời chị Kim Cúc ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư, xin chào cả lớp, con xin đọc ạ. Bà sư kéo xuống một con. Dạ. Không có nghe tiếng, mở mic chưa? Chưa mở mic á. Dạ, xin lỗi. Dạ, dạ, xin lỗi. Đọc lại. Câu số 29. Mút thá sắc chan chá á sam bá chan nhan chá thất niệm và không cảnh giác. Câu 30. Xá tí chá sam bá chan nhan chá niệm và tỉnh giác. Câu 31. Bá tí sang kha ná bát lành chá pha quá na ba lành chá giác sát lực và tu tiến lực.
32. Samatho chá, vipassana chá, chỉ tịnh và quán minh. 33. Samatha nimittan chá, bát gà ha nimittan chá, chỉ tịnh, ấn chứng và chiếu cố ấn chứng. 34. Bát gà hồ chá, avikhepo chá, chiếu cố và bất phóng dật. Thưa sư kéo lên con. 35. Sila vipatti chá, ditthi vipatti chá, giới lụy và kiến lụy. 36. Sila sambada chá, ditthi sambada chá, giới mãn túc và kiến mãn túc. 37. Sila vithutti chá, ditthi visuddhi chá, giới tịnh và kiến tịnh. 38. Ditthi visuddhi khô ba ná, giá tha đít thích xá chá, bát tha năng. Có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Và bạch sư cũng đã đọc xong. Dạ, xin mời bạn Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc bài ạ. Mút tha sắc chân chá, á xăm bá, chân nhanh chá, thất niệm và không tỉnh giác. Câu số 30. Sát di chá, xăm bá, chân nhanh chá, niệm và tỉnh giác. Câu số 31. Bát tí sang kha ná, bán lăng chá, pha quán na, bán lăng chá, giác sắc lực và tu tiến lực. Câu số 32. Samatho chá, vipassana chá, chỉ tịnh và quán minh. Câu số 33. Samatha nimittan chá, bhagvaha nimittan chá, chỉ tịnh ấn chứng và chiếu cố ấn chứng. Câu số 34. Bhagvaho chá, avikhepo chá, chiếu cố và bất phóng dật. Bạch sư lật màn hình lên giúp con nhé. Câu số 35. Sila vipatti chá, ditthi vipatti chá, giới lụy và kiến lụy. Câu số 36. Sila sambada chá, ditthi sambada chá, giới mãn túc và kiến mãn túc. Câu số 37. Sila visuddhi chá, ditthi visuddhi chá, giới tịnh và kiến tịnh. Câu số 38. Ditthi visuddhi khô panna, khô bá ná, giác tha đít thí, xá, chá, bá tha năng. Có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Dạ, bạch sư con đã đọc xong ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc bài ạ. Số 29, mút thá sắc chanh chá, á xăm bá chanh nhanh chá, thất niệm và không tỉnh giác. 30. Sát tí chá xăm bát chanh nhanh chá, niệm và tỉnh giác. 31. Bát tí sang kha nát bá lành chá, phà quá nà bá lành chá, giác sắc lực và tu tiến lực. 32. Samatho chá vipassana chá, chỉ tịnh và quán minh. 33. Samatha nimittan chá, bát gà há nimittan chá, chỉ tịnh ấn chứng và chiếu cố ấn chứng. 34. Bắt ga hồ chá á quyết khề bồ chá, chiếu cố và bất phóng dật. Dạ thưa sư xin kéo lên nhìn con ạ. À. 35. Si lá quý pát tí chá, đi thi quý pát tí chá, giới lụy và kiến lụy. 36. Si lá xăm phá đà chá, đi thi xăm phá đà chá, giới mãn túc và kiến mãn túc. 37. Si lá quý xuất thi chá, đích thi quý xuất thi chá, giới tịnh và kiến tịnh. 38. Đích thi quý xuất thi khô panayatha, đích thi sát chát bác tha năng. Có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Dạ thưa sư con đã đọc xong, xin kính tri ân sư ạ. Dạ kính mời chị Dự Thiện ạ. Dạ con kính ảnh lễ sư. Dạ kính chào cả lớp. Con xin được đọc. 29.
Mutha sát chành cha asam ba chành nành cha, thất niệm và không tỉnh giác. 30. Sati cha sam ba chành nành cha, niệm và tỉnh giác. 31. Ba thi sàn khà na ba lành cha, phà va nà ba lành cha, giác sát lực và tu tiến lực. 32. Samatho cha, vipassana cha, chỉ tịnh và quán minh. 33. Samathanimit tèn cha, takgahanimit tèn cha, chỉ tịnh ấn chứng và chiếu cố ấn chứng. 34. Takgaho cha, avikhe bồ cha, chiếu cố và bất phóng dật. Thứ sư con đọc hết trang 1 rồi. Ba mươi lăm, si la vipatti cha, ditthi vipatti cha, giới lụy và kiến lụy. 36. Si la sampada cha, ditthi sampada cha, giới mạng tốt và kiến mạng tốt. 37. Si la visuddhi cha, ditthi visuddhi cha, giới tịnh và kiến tịnh. 38. Ditthi visuddhi khổ, panayatha ditthi sa cha, phát thà năng, có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Dạ thưa con đã đọc xong. Dạ xin mời đạo hữu Tô Quốc ạ. Quốc mở mic chưa? Sao hôm nay như đọc bài không nghe? Không nghe. Chưa rồi. Thằng này hai đứa. Nghe đó. Đọc đi. Thưa sư, con xin đọc ạ. Muttasek chành nành chá, asambat chành nành chá, thất niệm và không tỉnh giác. 30. Sati cha sampa chanh nành chá, niệm và tỉnh giác. 31. Bati sanh khà na ba lành chá, phà quá bà na lành chá, giác sát lực và tu tiến lực. 32. Samatho chá vipassana chá, chỉ tịnh và quán minh. 33. Samatthanimittaṃ chá bhaggā hanimittaṃ chá, chỉ tịnh ấn chứng và chiếu cố ấn chứng. 34. Bhaggaho chá avikhebo chá, chiếu cố và bất phóng dật. Dạ sư sư con đọc hết trong một rồi ạ. Dạ, 35. Sila vipatti cha, ditthi vipatti cha, giới lụy và kiến lụy. 36. Sila sampada cha, ditthi sampada cha, giới mạng túc và kiến mạng túc. 37. Sila visuddhi cha, ditthi visuddhi cha, giới tịnh và kiến tịnh. 38. Ditthi visuddhi kho panna yatha ditthi Ditthi sa cha ba tha năng, có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Dạ tư sư Minh Phước đọc ạ. Dạ xin mời Ngọc Trân ạ. Không thấy Minh Phước đọc không? Minh Phước đọc. Dạ. Dạ thưa sư con xin đọc 29. Mốt thá sách chẳng chá á sầm bá chẳng nành chá bất niệm thất niệm và tỉnh giác không tỉnh giác. 30. Xá tí
chá sam bá chanh nan chá niệm và tỉnh giác. 31 bá tí sang kha ná bá lành chá và quan nà bá lành chá giác sát lực và tu tiến lực. 32 sam má thô chá vipassana chá chỉ tịnh và quán minh. 33 sa má tha ni mít tàng chá bắt gà hí ni mít tàng chá chỉ tịnh ấn chứng và chiếu cố ấn chứng. 34 bắt gà hồ chá áo quýt khề bồ chá chiếu cố và bắt phấn giật. Nhà nó sơ con xin đọc xong cho bồ. Ba mươi lăm xì lá quý bát tí chá đít thí quý bát tí chá giới lỵ và khuyến lỵ. 36 xì lá sambada chá đít thí sambada chá giới mạng túc và kiến mạng túc. 37 xì lá quý xuất thí chá đít thí quý xuất thí chá giới tịnh và kiến tịnh. 38 đít thí quý xuất thí khô bá na giá thà bá na giá thà đít thí xá chá bát hà nằng có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Nhà sư xin hết. Mời Ngọc Trân. Dạ thưa sư, con xin đọc bài. Hai mươi chín mút thái sát chàng chá hát sam bá chàng nhân chá thất niệm và không tỉnh giác. 30 sa tí chá sam bá chàng nhân chá niệm và tỉnh giác. 31 ba tí sàng khà na ba lành chá và quá nà ba lành chá giác sát lực và tu tiến lực. 32 samatho chá vipassana chá chỉ tịnh và quán minh. 33 samathanimittan chá pagyahanimittan chá chỉ tịnh ấn chứng và chiếu cố ấn chứng. 34 pagyaho chá avikhepo chá chiếu cố và bất phóng dật. 35 sila vipatti chá ditthi vipatti chá giới lụy và kiến lụy. 36 si lá sam bá đa chá đi thi sam bá đa chá giới mạng tốt và kiến mạng tốt. 37 si lá quý su thi chá đi thi quý su thi chá giới tịnh và kiến tịnh. 38 đi thi quý su thi khô bá ná giá thà đi thi xá chá bá thà năng có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự. Có sự gì không? Nhà thư sơn cho nó. Dạ. Có quý vị nào đọc nữa nữa không ạ? Dạ thư sơn con xin đọc ạ. Hai mươi chín mút tha sách chành cha sầm ba chành nhành cha thất niệm và không tỉnh giác. 30 sati cha sầm ba chành nhành chá niệm và tỉnh giác. 31 ba ti sằng khà na ba lành cha phà qua nà ba lành chá giác sát lực và tu tiến lực. 32 samatho cha vi ba sa nà chá chỉ tịnh và quán minh. 33 samathani mi tành chá bắc khà hani mi tành chá chỉ tịnh ấn chứng và chiếu cố ấn chứng. 34 bắc gà hồ cha a quýt khề bồ chát chiếu cố và bất phóng dật. Dạ thưa sư, đẩy lên giúp con. 35 xì la quy ba
ticha di thi vi ba ticha giới luyện và kiến luyện 36 sì la sầm ba đà cha di thi sầm ba đà cha giới mãn túc và kiến mãn túc 37 sì la vi su thi cha di thi vi su thi cha giới tịnh và kiến tịnh 38 di thi vi su thi khổ ba na gia thà di thi sa cha pa thà nằng có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính tri ân sư. Dạ hết người muốn đọc rồi thưa sư. Rồi chúng ta trở lại phần bài học ha. Rồi bữa nay bắt đầu đó là bài nhị đề số 31 và 32. Nhị đề số 31 mình có câu pháp số 61, 62. Đó là Pati Sankhana Palancha Phawana Palancha Giác sắc lực và tu tiến lực. Và nhị đề số 32 câu pháp số 63, 64, Samatho Chá Vipassana Chá, chỉ tịnh và quán minh. Thì bây giờ chúng ta sẽ lật ra cái phần trong chánh tạng giải thích cho mình một tí rồi chúng ta sẽ nghe giảng sau. Bây giờ ai lật ra cái phần trang 348. Mình đọc cái phần cái mục 886. Nhưng mà hôm nay mình sẽ đọc cái phần chấm chấm luôn. Tại cái phần này là cái phần mới tí. Thì cái phần chấm chấm này mình sẽ lật ở trang 35 ở mục xin lỗi, ở trang 28 mục số 35. Rồi ai có sách đọc sẵn là lật đọc tiếp xin ạ. Dạ, thưa sư, con đã có sẵn. Rồi, có lật một suy chỉ chưa? Dạ rồi. Rồi. Em xem sơ sơ chưa ha? Rồi, bây giờ 866, nhưng mà đọc tới cái phần trùng đó là mình lật lại trang 28. Dạ. Đọc ở mục 35. Dạ. Dạ, thưa sư. Ở đây, thế nào là giác chất lực? Pháp là trí hiểu, hiểu rõ, trùng trùng trùng. Vô si chạch pháp, chánh kiến, đây được gọi là chất lực. Vậy con lạc tới đó, đạo của vô sư. Chương 28. Tức là mình đọc. Ở đây, thế nào là giác chất lực? Pháp là sự là trí hiểu, hiểu rõ. Rồi mình mới bắt lật qua bên đây mình đọc tiếp cái chữ hiểu rõ đó là tới chữ gì? Dạ. Dạ con đọc lại. Ở đây thế này là giác thức lực pháp là trí hiểu, hiểu rõ. Thế này là chánh kiến. Không phải, đọc tiếp nè, hiểu rõ là nó bắt đầu chấm chấm tức là nó bắt đầu từ là lựa chọn, cân nhắc. Dạ. Pháp là trí hiểu, hiểu rõ, chấm chấm chấm. Không có đọc chấm 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 mà cái chỗ chấm chấm đó làm đọc lựa chọn, cân nhắc, đọc vô. Dạ, lựa chọn, cân nhắc, câu 35, thế này là chánh kiến. Trong khi ấy, có pháp là trí hiểu. Thôi để sư đọc cho, để sư đọc cho. Hiểu rõ, lựa chọn, cân nhắc. Đọc tiếp hay chưa ạ? Cân nhắc, chạch pháp, thêm khảo, phân định, khảo xếp. Thông thái rành mạch khôn ngoan sáng suốt suy xét nghiên cứu minh mẫn mẫn tiệt hồi quan quán minh tỉnh giác sắc sảo tuệ là tự quyền tự luật tuệ như vũ khí tuệ như lâu đài tuệ như ánh sáng tuệ như hào quang tuệ như ngọn đèn tuệ như bảo vật vô tri trạch pháp
chánh kiến, đây là chánh kiến trong khi không, không tới chánh kiến thôi, tới chánh kiến thôi rồi mình mới đọc qua tiếp bên đây. Yeah. Đây được gọi là giác sắc lực. Yeah. Rồi tiếp đi. Yeah. Ở đây thế này là tu tiến lực. Pháp là sự thực hành, sự tu tiến, sự làm cho sung mãn đối với các thiện pháp. Đây gọi là tu tiến lực. Rồi. Đọc tiếp trang số phần chỉ tịnh không? Dạ, trang 30. Tiếp câu tiếp tiếp nãy em. Cái mục 867, nhưng mà cái mục 867 này á, là mình phải lật thêm cái trang 30. Ở trang 30, ở cái mục 39, cái chỗ trùng đó là mình đọc ghép nó vô giống như nãy. Yeah. 867, ở đây thế là chỉ tịnh. Đối với tâm có pháp là sự duy trì. Trong khi ấy, đối với tâm có pháp là sự định trụ, sự vững chú, sự vững vàng, sự không tán loạn, sự không lao chao, tính cách tâm không xa xuyến, chỉ định, định quyền, quyền định lực, chánh định, đây là chánh định trong khi ấy. Không phải, đến khi cái chấm đó là nó hết rồi, tại ở đây mình thấy nè, cái chữ trùng đó nó chỉ có là chánh định. Yeah. Thì mình chỉ đọc tới chánh định thôi, mình phải vào bên đây mình đọc lại, đây được gọi là chỉ tịnh. Dạ. Yeah. À. Rồi bao nhiêu đó đi. Yeah. Nhiều đó. Còn cái phần quán minh đó, phần quán minh thì mình có là ở đây thế nào là quán minh. Pháp là trí hiểu biết, hiểu rõ. Thì nó là cái đoạn lúc nãy, cái đoạn mà mình đọc cái chỗ phần là giác sắc lực mà trùng đó nó ghép lại. Rồi cuối cùng nó kết nó là vô si trạch pháp chánh kiến. Đây được gọi là quán minh. Rồi phần thế nào là quang minh, chỉ tịnh với quang minh ha, cái phần này là bao nhiêu đó. Đây là mình chưa đọc, đọc cái phần chấm chấm đó hầu như là mình chưa hiểu. Bây giờ mình nghe cái phần giảng trong cái phần giác sắc lực hồi nãy á. Giác sắc lực hồi nãy đúng là gì? Đó là nói về trí hiểu biết, hiểu rõ, rồi một loạt các hành động được mô tả về trí. À, mô tả về trí. Và cái chữ giác sắc lực, cái chữ patisankha ná trong trường hợp này, cái lực thì nó là sức mạnh. À, còn cái chữ giác sắc trong trường hợp này á, một cái từ nó gần đồng nghĩa như là cái chữ quan sát, xem xét, nhưng mà ở đây là nó trong cái tu tập. À, trong cái tu tập, tại ở đây chúng ta thấy là nó liên quan đến là quan sát để thấy được các pháp, như là nó có sự có trí hiểu biết, hiểu rõ, rồi có bu si, có trạch pháp chánh kiến, và nói đến cái sự tu tập quan sát. Ví dụ như là trong cái cách mình tu tập về thiền quán, rồi mình quan sát tâm sanh diệt, quan sát về sự thay đổi của các cảm thọ, hoặc là trong thanh quán niệm xứ, đó là quan sát trong oai nghi khi mà đi đứng nằm ngồi. Thì sức mạnh của sự quan sát đó, sức mạnh của sự quan sát đó người ta gọi là giác sắc lực. Như vậy cái giác sắc lực ở đây, cái sức mạnh của sự quan sát ở đây để làm được cái công việc đó, thì cái chi pháp của nó đó, nó phải là tâm, là trí tuệ. Tại cái làm cái việc quan sát này nó chỉ có trí tuệ thôi nó mới làm được.
Dạ. Còn nếu mà tầm á, nếu mà tầm thì nó chỉ được là suy nghĩ. Nó chỉ được suy nghĩ cái ý nghĩa cao của tầm. Dạ. Nhưng mà cái giác sắc lực ở đây đó, nó nói đến cái trí mà quan sát, thấy được sự vô thường khổ vô ngã, thấy được sự sanh diệt của danh và sắc. Cái này nó giống như là một cái gần một cái cách nói khác của cái chữ Vipassana. Gần một cách nói khác của chữ Vipassana. Nhưng mà đây nó nói thêm, nó có thêm cái chữ sức mạnh. Thì ở đây tâm sở của nó là tâm sở tài quyền, là chi pháp ở trong trường hợp này. Thứ hai đó là tu tiến lực. Tu tiến lực thì tu tiến lực ở đây nãy được giải thích cho mình là sao? Cái lực thì nó vẫn là sức mạnh. Còn tu tiến chữ phawana, chữ phawana ở đây là tu tập. Thường dịch nó là tu tập. Ở đây thì dịch là tu tiến, tại cái chữ phawana, chữ phawana tức là làm cho nhiều lên, làm cho nhiều lên. Anh hiểu cái chữ phawana là vậy. Tức là làm cho nhiều lên, làm cho nhiều lên, cho nên người ta nói là tu tiến. Đó là tu tiến. Nhưng mà thường nó cũng được hiểu, nhiều khi nó xài trong cái nghĩa đó là tu tập, ví dụ như là samatha phawana là tu tập thiền định, hoặc là vipassana phawana là tu tập thiền quán. Dạ, người ta dịch nó là như là tu tập, trong cái nghĩa là tu tập. Thì ở đây cái xem thử. Tu tiến lực ở đây đó là trong kinh tạng giải thích cho mình gì, pháp là sự thực hành, sự tu tiến, sự làm cho sung mãn đối với thiện pháp, đây gọi là tu tiến lực. Thất giác chi đều là tu tiến lực. Thì ở đây đó là nói về sự tu tập chung, là sự tu tập chung. Nhưng mà ở trong phần cuối, phần giải thích của chánh tạng đó, cho chúng ta thấy là trong cái phần tu tập mà liên quan đến tu tiến lực ở đây á, trong đó nó có cái phần tu tập liên quan đến là thất giác chi. Thất giác chi thì thất giác chi ở đây đó là tại sao là thất giác chi, thì ở trong trường hợp này chúng ta thấy là từng giai đoạn tu tập của thất giác chi á, thì nó là, tức là nó giống như là từng nách bước lên. Từng nách bước lên. Ví dụ như là ở trong trường hợp thứ nhất là mình có là niệm giác chi, sati sampujjhanga. Thì niệm giác chi ở trong đó là gì? Đó là sự ghi nhận bén nhạy đối với đề mục mà mình đang tu tập. Ví dụ như là trong tu tập đề mục quán về hơi thở, hoặc là trong đề mục tu tập quán về thọ, hay là trong đề mục tu tập quán về tâm, tâm tham, tâm sân, hoặc là không tham, không sân, hay là thọ thì thọ khổ, thọ lạc, hay là không khổ, không lạc. Đề mục quán về oai nghi, trong đi, đứng, nằm, ngồi. Thì khi mà có sự có niệm giác chi ghi nhận bén nhạy trong đề mục đó, thì nó sẽ, đó là cái bước đầu tiên của người tu tập. Sau đó nó tiến được một bước nữa, đó là nó được tịch pháp giác chi. Tịch pháp giác chi, tịch pháp giác chi đó là do có niệm. Đương nhiên cái niệm ở trong trường hợp này nó không phải là
niệm trong cái ý nghĩa thông thường giống như là mình cái niệm mà mình học ở trong tâm sở tình hảo. Yeah. Nhưng mà cái niệm ở trong trường hợp này á, nó được hiểu đó là cái niệm ở trong trường hợp này là nó có cả cái tỉnh giác, tức là có cái niệm tâm thiện, niệm mà trong tâm thiện ở trong trường hợp này nó có cả luôn cái tâm sở tệ quyền nó phối hợp, chứ mà nó không phải là niệm mà có mặt trong tâm ly trí. Nó nếu mà niệm mà có mặt trong tâm ly trí thì nó không được liệt kê vào ở trong đây, tại ở đây nó là các pháp mà liên quan đến các chi phần giác ngộ, mà hãy các chi phần giác ngộ thì nó phải là hợp trí mới được. Yeah. Cái tâm thiện bình thường của các tử mình làm á, do mình thiếu sự hiểu biết à, cho nên nhiều khi cái tâm thiện mình làm thì thiện thì nó vẫn là thiện, nhưng mà nó bị ly trí à, ly trí. Nhưng mà các pháp mà liên quan đến sự giác ngộ, các pháp mà được liệt kê mà ở trong thuộc thành phần giác ngộ thì nó lúc nào không phải có trí à, nó lúc nào không phải có trí. Chúng ta đơn giản thí dụ như là chúng ta xem ở trong bát chánh đạo, mà trong đó mình có cái chi phần đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là ba giới phần. Thì chúng ta thấy là ba giới phần thông thường mà nó có mặt ở trong tâm thiện á, à, đôi khi thì nó có mặt ở trong, mặc dù là nó là giới nhưng mà đôi khi nó cũng vẫn có mặt trong tâm thiện ly trí. Rồi à, khi mà nó có mặt thì nó chỉ có mặt trong một trong ba tâm sở đó thôi, hoặc là chánh ngữ, hoặc là chánh nghiệp, hoặc là chánh mạng, chứ nó không có trong cùng một lúc, nó bất định và đi riêng. Dạ. Nhưng mà chúng ta thấy là khi mà nó có mặt ở trong tâm đạo á, dạ, thì nó có mặt đầy đủ và nó nhất định là nó phải có mặt à, nó có mặt đầy đủ, dạ, để nó hỗ trợ làm cho cái tâm thiện ở trong tâm đạo nó mạnh lên, nó đủ sức để nó sát trừ phiền não. Thì đó là cái quan trọng ở trong các pháp mà tu tập liên quan đến cái sự giải thoát. Dạ. Nó khác với cái tâm thiện thông thường của mình làm. Dạ. Thì cái niệm giác chi này cũng vậy, mình không có hiểu cái niệm ở trong trường hợp này đó là nó có trí, không có hiểu như vậy. Từ cái người có chánh niệm, người có chánh niệm và tu tập như vậy đối với các đề mục, thì lúc đó cái tuệ nó sẽ được tăng trưởng và nó sẽ bước sang cái giai đoạn thứ hai, đó là và có thể có được đó là tịch pháp giác chi. Tịch pháp giác chi thì đến khi có được tịch pháp giác chi này á, thì hành giả có thể thấy được các pháp đó là vô thường, khổ, vô ngã, hoặc là thấy được các pháp, thấy phân biệt được đó là danh và sắc. Đó là cái giai đoạn, cái bước thứ hai, cái bước thứ hai. Rồi khi mà có được cái trường tu tập được cái giác chi thứ hai rồi á, thì cái bước đứng thêm một bước nữa, nó là cần giác chi, tức là sự nỗ lực đó là nó càng mạnh hơn, mạnh hơn, nó phát huy cái chánh niệm tỉnh giác mạnh hơn. Đó là cái giai đoạn thứ ba, cái giai đoạn thứ ba. Thì khi mà cái sự tu tập nỗ lực trong cái thiện pháp đó, thì lúc đó nó cũng giúp cho mình nè, mặc dù ở đây nó chưa đạt được cái mức độ tâm định, nhưng mà tức là cái tâm định ở mức độ thiền định, nhưng mà ít nhất là nó cũng có đủ cái sát na định làm cho hỷ phát sanh, làm cho tâm có sự hân hoan, có sự hưng phấn ở trong đề mục tu tập.
nha, trong đề mục tu tập. Rồi ở một cái mức độ cao hơn nữa đó là tịnh giác chi, tức là tâm hân hoan rồi nó vào cái trạng thái đó là vắng lặng, yên tĩnh, yên tĩnh. Thì chúng ta thấy là đây là cái điểm khác biệt giữa cái thiền pháp với lại cái bất thiền pháp. Hỷ nó là tâm sở tự tha. Khi mình vui, mình hoan hỷ á, nó cũng có thể là tâm tham. Tại tâm tham này nó cũng có cái hỷ. Dạ. Nhưng mà cái tâm tham mà cái hỷ mà nó có mặt trong ở trong tâm tham á, cái kết cục của nó đó là làm cho tâm mình dao động và phóng dật. Dạ. Nhưng mà hỷ mà nó có mặt ở trong tâm thiện á, thì nó sẽ làm cho cái tâm mình nó càng ngày càng lắng dịu đi, làm càng ngày lắng dịu đi, yên tĩnh, cái trạng thái yên tĩnh. Thì đó là cái điểm khác biệt giữa mình thấy là vui vui giống nhau, nhưng mà cái vui của người tu tập ở trong thiền pháp á, nó khác với lại cái vui bên ngoài, vui bằng tâm tham bị chi phối bởi sự phóng dật, nó khác nhau. Cái này nó cũng giúp cho các tử mình hiểu được cái chữ cái chữ phước á. Chữ phước thường là mình nếu mình nói ngang ngang thì phước tức là mình làm gì mà đem lại niềm vui cho mình và niềm vui cho người khác. Dạ. Thật ra cái cách nói như vậy nó chưa đúng lắm. Vui nhưng mà vui như thế nào? Vui mà trong cái trạng thái mà hỷ, vui mà hỷ rồi đưa đến sự phóng dật, đó là vui của tâm tham chứ không phải là vui của tâm thiện. Dạ. Ví dụ như là chúng ta thấy là khi mà người ta gặp nhau rồi xúm nhau rồi cờ bạc rượu chè gì đó cũng cười vui, thì cái cười vui đó nó không phải là cái tâm thiện. Dạ, cho nên cuối cùng nó mới dẫn đến phóng dật rồi có sự gây gỗ với nhau. Còn cái vui ở trong tâm thiện á, thì nó lại khác đi, tức là làm cho tâm mình càng ngày càng lắng dịu, không thích cái ồn ào. Thì cái đó là cái phát triển của thiền pháp mà ở đây mình gọi là nào tu tiến. Tu tiến tức là phát triển cho nó nhiều lên nhiều lên. Rồi từ cái trạng thái tịnh, từ cái sự vắng lặng của thân tâm nó, thì nó phát triển ở một cái mức độ nữa, đó là mới là định giác chi. Định giác chi, định giác chi thì ở đây nó là lúc mà tâm nó ở đây biết lộn ha, định trước rồi cái xả giác chi ha, tức là tâm định tĩnh, thậm chí là định giác chi ở đây nó cũng có thể là nếu mà trong thiền chỉ thì hành giả có thể đó là chứng đắc được thiền định. Còn nếu mà trong thiền quán thì tâm trú vững ở trong đề mục, dạ, tức là cái phóng dật nó không khả năng, không có được cái khả năng để mà chi phối. Dạ. Rồi khi mà có định giác chi rồi, tâm mà an trú được ở trong đề mục rồi á, thì lúc bây giờ cái trí nó phát sanh lên và nó rất là mạnh. Nó rất là mạnh. Thì vì cái trí nó phát sanh lên nó rất là mạnh như vậy á, thì cuối cùng nó là hành giả nó mới đạt được cái xả giác chi. Xả giác chi ở trong trường hợp này đó là bắt đầu có sự buông bỏ, thấy được cái pháp hữu vi, đó là nó là vô thường, nó thay đổi như vậy, là nó hành giả không
nó làm cho hành giả không cảm thấy lo âu sợ hãi trước sự thay đổi. Ví dụ như là thay đổi về thân xác, ví dụ như là từ một người khỏe mạnh trở đi một người ốm yếu, hoặc là bị từ một người trẻ rồi trở nên bị già đi sau một cơn bệnh chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì lúc bây giờ thì cái hành giả bình thường với cái trạng thái thay đổi đó, trạng thái thay đổi đó liên quan đến xả trong cái việc tu tập á, để ở trong thanh tịnh đạo, ví dụ cho mình cái trạng thái tâm xả nó giống như là các loài chim mà nó ăn trái cây, rồi khi mà nó ăn hết rồi cái cây này rồi nó bỏ đi và nó chạy qua cây khác, với tâm không có dính mắc. Thì đó là cái trạng thái của xả giác chi. Thì khi mà vị hành giả tu tập, tu tiến lực ở nhiều đề mục, ở nhiều pháp khác nhau, nhưng mà trong đó thì có tu tập về bảy giác chi chẳng hạn, tức là từng từ tiến lên từng bậc như vậy, thì người ta gọi nó là tu tiến lực, tức là phát triển lên từng bậc. Thì ở đây vì cái việc tu tập này á, nó cũng liên quan đến cái để tiến lên được từng bậc như vậy á, thì nó phải có là nó bắt đầu từ đó là cái tâm thiện, tâm thiện từ tâm thiện hiệp thế, hoặc là ở tâm từ tâm thiện dục giới, rồi đến tâm thiện sắc giới, hoặc là tâm thiện vô sắc giới. Nó liên quan, nếu mà ở trong trường hợp mà người đó mà tu tập nó liên quan thiền định mà sư nói lúc nãy ở trong định giác chi, dạ. Rồi còn nếu mà ở trong trường hợp người tu tập là chỉ chuyên tu tập quan sát về thiền quán thôi, thì lúc đó thì nó cái định thì nó chỉ là sức mạnh của tâm đại thiện. Nó có dục giới và tâm thiền dục giới và tâm thiền sắc giới, và cái cuối cùng đó là cái tâm thiền mà siêu thế, tâm thiền siêu thế. Thì đó là cái chi pháp ở trong cái việc tu tập tu tiến lực, tức là nó có từng giai đoạn. Rồi sang nhị đề số 32 nãy thì mình có đó là samatha chá vipassana chá, tức là chỉ tình và quán minh. Thì cái chữ samatha ở đây đó là chỉ cho samatha samadhi, là chỉ cho thiền chỉ, và cái quán minh nãy đó là chữ vipassana, đó là chỉ cho vipassana samadhi, tức là chỉ cho thiền quán. Thì khi nói đến thiền chỉ á, quên cái phần này ở trong chánh tạng nãy mình có đọc phần giải thích này chưa vậy? Nãy mình cũng đọc rồi ha, tức là chỉ tịnh thì nó liên quan đến sự tập trung của tâm, nhưng là nói đến thiền chỉ thì đó là sự tập trung của tâm trên một đề mục, và khi nói đến thiền chỉ thì đó là người ta phải nói đến đó là năm thiền cái. Vì tại sao lại nói đến năm thiền cái? Vì năm thiền cái này á, cái người tu tập thiền chỉ á, là có khả năng đè nén được nó, giống như là cái đá đè cỏ. Thì năm thiền cái ở đây đó mình có là hôn thủy cái, đó là trạng thái hôn trầm thủy miên, trạng thái hôn trầm thủy miên. Rồi thứ hai đó là hoài nghi cái, thứ ba đó là sân độc cái,
thứ ba là, thứ tư là tạo hôi cái, và thứ năm đó là dục dục cái. Thì năm triền cái này á, nó sẽ được đè nén bằng năm chi thiền. Năm chi thiền đó là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Và mỗi một chi thiền nó tương xứng với một cái triền cái mà nó có thể đè nén được. Dạ. Thì cái hôn thủy cái á, thường là cái trạng thái mà uể oải buồn ngủ á, thì mình chỉ có thể tỉnh được khi mà có tâm. Dạ, khi mà có tâm. Nên là thấy là khi mà mình, tâm mình hướng đến một cái gì đó thì lúc đó mình không buồn ngủ được. Giống mình muốn đi tìm cái gì đó, mình tìm hoài, lúc đó nó sẽ làm cho mình tỉnh ngủ. Dạ. Nhưng mà ở đây tầm thì ở đây mình nói theo cái cách bên ngoài, còn tầm ở đây ở trong chi thiền thì cái đó là nó hướng tâm đến đề mục, hướng tâm đến đề mục. Nhưng mà nói theo cách bên ngoài của mình để mình hiểu. Dạ. Khi mà mình ví dụ mình mất cái gì đó mà mình muốn tìm nó để mình gặp, thì lúc đó tự nhiên mình tỉnh. Dạ. Còn cái thứ hai đó là hoài nghi cái. Cái hoài nghi á là vì mình không có rõ nó. Dạ. Thì tứ á, nó đè nén được hoài nghi, vì tứ là bám sát với cái đối tượng, bám sát với đề mục. Và nhờ bám sát như vậy cho nên nó mới dẹp bỏ được cái hoài nghi. Dạ. Thứ ba đó là sân độc cái. Sân độc cái thì thông thường cái trạng thái mà tâm sân mà nó sân khởi á, dạ, chỉ khi nào mình có hỷ thì mình mới dẹp bỏ được nó, còn không thì nó mới dẹp bỏ được. Dạ. Rồi thứ tư đó là trạo hối cái. Trạo hối cái trong trường hợp này nó là hai tâm sở nó phối hợp lại, tức là cái trạng thái nóng nảy với lại phóng dật. Thì ở đây cái lạc á, nó sẽ giúp đè nén được cái đó. Rồi thứ tư đó là dục cái, tức là tâm mong mỏi trong việc hưởng thụ cảnh dục. Thì định á, nó sẽ giúp mình, đó là thí dụ như là tâm hướng về dục tâm. Thì lúc bây giờ khi mà có tâm định á, nó sẽ kiềm chế lại. Kiềm chế lại. Thì đó là năm triền cái mà nó có vai trò đó đè nén được năm chi thiền, nó có vai trò đó là đè nén được năm triền cái. Năm triền cái. Và cái mức độ đè nén của nó đó là nó tùy theo cái các bậc thiền. Ví dụ như là ở sơ thiền thì nó cũng được, nhưng mà nó còn rất yếu. Rồi ở nhị thiền thì nó cái sức mạnh của tâm định nó mạnh lên, thì cái sức mạnh của tâm định nó càng mạnh thì nó đè nén, nó cái cơ hội để các cái tâm bất thiện này nó sanh khởi trở lại thì nó yếu hơn, ít hơn. Thì đó là khi mà nói đến thiền chỉ, thiền chỉ. Còn liên quan đến thiền đề mục tu tập thì mình thiền chỉ thì nó có 40 đề mục tu tập đó. Giống mình học ở trong cái phần cơ bản đó, trong đó mình có 10 đề mục kasina, 10 đề mục quán bất tịnh asupha, rồi 10 đề mục quán tự thi, 10 đề mục quán về tùy niệm, trong có mình có niệm ân đức Phật, nên ân đức Pháp, ân đức Tăng chẳng hạn, rồi 4 đề mục phạm trú, rồi quán bốn đề mục phạm trú, rồi quán gì cả, hai đề mục nữa đó, quán như là
cái gì quán tứ đại, rồi một cái đó là như là quán cái liên quan đến cái việc thọ thực ấy, là 10 tức là 40 đề mục tu tập thiền chỉ. Thưa sư cho con hỏi cái chữ cái là sao đó, thưa sư? Chứ quả là cái là sao? Thật ra là cái chữ cái ở đây nó được dịch từ cái chữ ni quát nát, tức là ngăn cản hay là che đậy. Ngăn cản để che đậy nó giống như là, nó giống như là cái chúng ta thấy là cái nước bùn á. Nước bùn thí dụ như là trong nước, nước mà nó bị đục một lớp bùn á, thì mình sẽ không nhìn thấy đất ở phía dưới đó. Thì cái đó người ta gọi nó là nivarna. Cái chữ cá được dịch chị. Hoặc là giống như là nước đóng rong. Trong chánh tạng nha. Trong kinh tạng quý cái các chữ cá này giống như nước là đóng rong gì đó, tức là chúng ta thấy là mà ở Sài Gòn này không biết là có biết thấy cái đóng rong này không. Tức là nếu mà ở ngoài đồng mà, hoặc là chỗ ao hồ rồi, hoặc là chúng ta đi biển, chúng ta có thấy là chỗ cái nơi người ta gọi là cái gì sư quên mất rồi, nhưng mà nó giống như là nói cây xanh thì nó không phải, nó giống như cỏ vậy đó. Nó lấp lại để mình không thấy cái phần đất ở phía dưới đó. Thì cách mà che đậy như vậy người ta gọi nó là cái chữ ni quát mát. Chữ ni quát mát đôi khi thì dịch hai chữ truyền cái, hoặc là đôi khi thì người ta chỉ dịch một chữ là cái này nó không phải cái này cái kia. Bây giờ chi pháp thì ở đây vì nó là thiền chỉ, cho nên chi pháp mà của thiền liên quan đến thiền chỉ đó là nhất tâm, là nhất hành ekakata, tức là tập trung tâm vào một cái đề mục. Thứ hai là quán minh. Quán minh ở đây tức là đề cập đến thiền quán. Thì khi mà nói đến thiền quán đó là người ta nói đến 9 loại tuệ hay 16 loại tuệ. Khi nói đến thiền quán thì người ta nói đến các loại tuệ này. Tại sao nói đến các loại tuệ này? Vì trong cái thiền quán đó là nếu mà hành, tức là thiền quán đó là cái mục đích của việc tu tập thiền quán là hành giả đạt được sự giải thoát. Mà muốn đạt được sự giải thoát á, thì nó phải có lần lượt đó là phải có được các loại tuệ này. Các loại tuệ này. Thì cái cách trình bày chín loại tuệ như thế này thì đó là cách trình bày theo ở trong Thắng Pháp Tập Ưu Luận. Còn nếu mà chúng ta xem lại ở trong Thanh Tịnh Đạo á, thì Thanh Tịnh Đạo thì trình bày cho mình 16 loại tuệ, thì nó sẽ thêm một số trường hợp nữa. Thì ở đây có sanh diệt tuệ, đó là tuệ thấy được sự sanh diệt của danh và sắc. Danh và sắc. Còn diệt một tuệ ở đây tức là thấy được sự sanh hoặc là sự diệt. Nó chỉ một trường hợp. Một trường hợp. Ở trên thì nó thấy được cả hai, nhưng mà ở trong trường hợp thứ hai là nó chỉ thấy được một trường hợp thôi, một trường hợp này hoặc là trường hợp kia, nhưng mà nó sẽ thấy rõ hơn. Ở trên thấy cả hai nhưng mà nó không rõ, giống nó là mờ, nhưng ở trường hợp thứ hai thì nó là rõ hơn. Còn khinh quý tuệ, ở đây cái chữ khinh quý tuệ thì nó từ cái chữ là phải dạ nhà nó. Này, ở đây không nghĩ, nếu mà chúng ta không khéo thì nó dễ bị hiểu, đó là nó cái trạng thái tâm sân. Tại chữ phá giá là sợ hãi. Mà nếu mà tâm sân thì nó không có mặt ở trong tâm thiện được. Không có mặt ở trong tâm thiện được. Cho nên ở đây nó cũng là một loại tâm thiện. Một loại tâm thiện mà ở trong trường hợp đó này, trong Thanh Tịnh Đạo ví dụ giống như là một người có ba người, một người phụ nữ mà có ba người con, và ba người con đó là phạm tội mà người ta xử chém đầu.
Thì một người con thứ nhất đã bị chém và người con thứ hai đang được dẫn đến. Và người con thứ ba đó là cũng sẽ được dẫn đến để chém. Dạ. Thì thấy cái trạng thái đó thì cái hành giả đó là sanh cái khinh uy tuệ. Tức là thấy được cái sự vô thường, sự thay đổi của danh sắc đó mà hành giả thấy sanh khởi cái khinh uy tuệ. Rồi ở cái mức độ thứ tư nữa là tồi quá tuệ. Dạ thưa sư, cho hỏi chữ chú Ba nó là kinh úy tuệ hay là khinh? Nếu khinh thì thêm chữ hát nữa sư. Hay ghi kinh úy tuệ kìa. Kinh thì thêm chữ hát nữa. Rồi thứ kinh chứ không phải là khinh. Cái thứ tư đó là tội quá tuệ, tức là thấy được cái sự cái năm uẩn hoặc là cái danh sắc này á, là nói là tội nhưng mà thật sự đó là cái sự tức là làm cho mình cảm thấy sợ hãi, giống như trường hợp mà ngài công tử giá sát thấy người hầu của mình trong lúc mà ngủ say, rồi có người thì chảy nước chảy, có người thì nói nhảm, rồi có người thì đầu tóc xáo trộn, tức là mỗi một người một cái cử chỉ khác nhau trong lúc mà mình ngủ say, thì cái trạng thái tâm đó, cái trạng thái mà thấy như vậy của một người tu tập, thì cái trí mà sanh lên do thấy được cái trạng thái đó thì nó giống như là tội quá tuệ. Rồi thứ năm đó là yểm ly tuệ, tức là nhàm chán. Tại mà khi thấy được như vậy rồi thì nhàm chán và muốn từ bỏ nó. Thì khi mà nhàm chán mà muốn từ bỏ thì cái đó nó sanh được cái trường hợp thứ sáu, đó là dục thoát tuệ. Dục thoát tuệ. Rồi khi mình muốn từ bỏ nó thì nó sẽ có một cái tâm quyết định, quyết định làm từ bỏ. Nó giống như là khi mà Đức Bồ Tát ngài thấy được bốn thiên sứ, tức là thấy được người già, người bệnh và người chết, và ngài nghĩ đến là cái bản thân mình đến một lúc nào đó thì mình cũng đi đến sự già, sự bệnh và sự chết, và ngài thấy được cái đời sống xuất gia nó là sẽ giúp mình thoát khỏi cái sự sanh già bệnh chết đó, nên ngài về là ngài quyết định ngài ra đi xuất gia. Thì cái quyết ly tuệ á, khi mà sanh khởi á, thì giúp hành giả đó là quyết tâm từ bỏ cái thân năm uẩn mà mình đang có. Rồi hành xả tuệ. Hành xả tuệ thì nó cũng giống như là cái phần trong xả giác chi lúc nãy, tức là lúc bây giờ không còn chấp thủ đối với cái thân năm uẩn này nữa, vì đã hiểu rõ nó rồi. Nó chỉ là danh sắc, nó chỉ là năm uẩn. Và cuối cùng nó là thuần thứ tuệ. Thuần thứ tuệ. Thuần thứ tuệ trong thanh tịnh đạo, ví dụ cho mình giống như là một vị vua mà có các quan đại thần giỏi và đã sắp sẵn những cái công việc của quốc gia cần phải làm và chỉ đem sổ sách đến và trình lên đức vua, và đức vua chỉ xem vào đó là ký vào thôi, không cần phải tính gì nữa. Thì từ hành xả tuệ, tức là tâm buông bỏ rồi, thì hành giả chấp nhận
không có còn quyến liếng đối với cái thân năm uẩn này nữa. Thì nhờ thì sau cái thùng thứ tuệ đó thì hành giả mới đạt được thánh quả. Thì đó là cái giai đoạn mà mình tu tập thiền quán. Khi mà hành giả tu tập thuần thục thì nó lần lượt đó là có được các loại tuệ này. Có được các loại tuệ này. Nhưng mà nếu mình có đủ 9 loại tuệ này đó là mình có thể đắc được thánh quả. Dạ. Nhưng mà thường là mình chỉ có được cái phần đầu tiên. Thường là được sanh duyệt tuệ. Thường là phần lớn là được ở cái giai đoạn đầu tiên. Chứ ít mình có tiến được cái giai đoạn các giai đoạn khác. Dạ. Và nếu mà chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy vậy. Dạ. Tức là được cái mức độ đó là hầu như là mình đã thấy nó đủ. Dạ, cho mình vẫn tiến lên nữa, tiến không nổi. Bây giờ bị ở trong tu tập thiền quán là cái trí tuệ nó là phần chính. Cho nên tâm sở tài quyền á, nó là cái chi pháp chính ở trong thiền quán. Mới lại nữa chúng ta thấy là cái tu tập thiền quán là để phát triển trí tuệ, để sát trừ phiền não ở mức độ cao nhất, đó là trí mà có trong tâm đạo. Cho nên cái chi pháp của thiền quán ở đây đó là tâm sở tài quyền. Rồi, đó là phần nhị đề số 31, 32. Tại vì bữa nay mình tạm học bao nhiêu đây thì xong mình học tiếp. Rồi xin kết thúc bài học ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trả mic lại cho cô Phúc Vị Chung. Dạ, sa thú. Bài học đã kết thúc. Chúng con kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về nhị đề kinh. Recording stopped. Số 31 và 32 ngày hôm nay ạ. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ, xin mời đạo hữu Ngọc Trân thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học đến chư thiên ạ. Dạ. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin thay mặt lớp hồi hướng phước báo có được đến chư thiên. Akasatha Chaphumatha Dewanaga Mahithika Bồn nhân nô anô mô đăng tu chi răng ra khăn tu sa sa năng Akasatha Chaphumatha Dewanaga Mahithika Bồn nhân nô anô mô đăng tu chi răng ra khăn tu nô garu Akasatha Chaphumatha Dewanaga Mahithika Bồn nhân nô anô mô đăng tu chi răng ra khăn tu nha ta vô Akasatha Chaphumatha Dewanaga Mahithika Bồn nhân nô anô mô đăng tu chi răng ra khăn tu pa ni nô Akasatha Chaphumatha Dewanaga Mahithika Bồn nhân nô anô mô đăng tu chi răng ra khăn tu nô sa đa Y đăng qua ta nô bồn nhân a sa wa ka ya wa hăng hô tu a na ga te ka lê Sa thú. Buổi học vi diệu pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21 giờ giờ Việt Nam. Dạ, chúng con kính chúc sư Tinh Tuệ, kính chúc quý sư cùng quý cô tu nữ mạnh khỏe và an vui. Kính chúc quý đạo hữu mạnh khỏe và được bình an trong cuộc sống. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay. Ô Phật, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con xin chào cả lớp. Dạ, con chào cả lớp, con chào sư ạ. Kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ, con kính tri ân sư, chúc sư khỏe, chúc sư ngủ ngon. Chúc cả lớp chúc khỏe an vui hạnh phúc tiến hóa trong đời phố mong ngon chúc sức khỏe.